chuyển sang những thông tin ghi nhận tại huyện Long Điền. Ủy ban nhân dân huyện Long Điền vừa tổ chức cuộc họp bàn giải pháp vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội năm 2021. Tính đến tháng 3 năm 2021, huyện Long Điền có gần 108.140 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 78% dân số. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trên 16.000 người, đạt 18% so với tổng lực lượng lao động tại địa phương. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện vẫn còn thấp so với chỉ tiêu tỉnh giao là 88%. Một số địa phương, người dân tham gia bảo hiểm y tế thấp hơn so với mặt bằng chung của huyện như xã Phước Hưng 75%, xã Phước Tỉnh 73%, thị trấn Long Hải 77%. Tại hội kỳ họp bàn giải pháp vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, các đại biểu đã thảo luận nêu lên những khó khăn chướng mắt, đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia trong thời gian tới trong đó tập trung vào giải pháp như ra soát lập danh sách các hộ dân chưa tham gia bảo hiểm y tế theo từng địa bàn khu phố ấp giao chỉ tiêu gắn trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể dẫn động người dân tham gia bảo hiểm y tế tổ chức các đoàn dẫn động đi từng ngõ gõ từng nhà người dân tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế tham gia xây dựng nông thôn mới xây dựng đô thị văn minh hỗ trợ kịp thời cho người dân trong việc cấp mới cấp đổi gia hạn thẻ bảo hiểm y tế